Đây là lon nước ép mình mua ở siêu thị Aeon với giá 35.000, và đây là lon nước ép rau củ 100%. Trên mặt lon thì có in các loại rau củ trong hình và được nhập khẩu từ Nhật. Mình thấy cái lon này nó trông nó rất là xinh nên là mình đã mua về uống thử xem là nó như nào. Điều đầu tiên khi bật ra ấy, mình thấy là cái lon này mùi cà chua cực kỳ đậm nhá. Mùi nó kiểu cà chua ngọt ngọt ấy. Mặc dù trên lon có in hình cà rốt, rau và chanh, thêm cả cà chua nữa, nhưng mà hầu như là mình chỉ thấy mùi cà chua thôi. Bây giờ mình sẽ rót ra uống thử nhé. Sau khi uống thì mình thấy nó rất là đậm vị cà chua và gần như là không thấy các cái vị của rau củ khác in trên lon. Nói chung là uống thì cũng ok đấy, nhưng mà với 35.000 thì để mua lại uống lần sau thì mình sẽ không mua đâu. Lon này lúc đầu khi mà mình mua ở siêu thị thì nó vẫn còn lạnh, thì chắc mình nghĩ là uống lạnh sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cho đá vào uống thử nhé. Cho đá vào ngon hơn mọi người ạ. Sau khi cho đá thì mình thấy uống nó mát hơn và thơm hơn. Tuy nhiên là nó vẫn là cà chua. Mình thấy nó chỉ mỗi một cà chua thôi. Mặc dù mình cố cảm nhận nhưng mà mình không thấy các cái vị rau củ khác. Mình nghĩ là thời tiết nóng nực này uống nước rau củ này là cũng hợp. Bạn nào tập gym thì sẽ hợp với các loại nước này. Ok.